chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Thanh Xuân đã tham dự buổi chuyên đề về an toàn giao thông của chi đoàn 11D1 ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, ngày nay thực trạng về văn hóa khi tham gia giao thông luôn là một vấn đề nhức nhối đối với xã hội, cộng đồng. Tại đất nước của chúng ta, nhà nước đã ban hành nhiều luật về an toàn giao thông, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền trên báo chí, đài truyền hình với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc khiến những con người vô tội phải ra đi chỉ vì vài phút lơ là ngắn ngủi. Tai nạn giao thông luôn treo lơ lửng trên đầu chúng ta và rồi nó có thể ập đến bất cứ lúc nào khiến chúng ta không thể trở tay. Tai nạn giao thông bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan như các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, bất chấp những biển cáo, quy định, luật lệ khi tham gia giao thông, để rồi hậu quả của chúng ta là những thảm họa gây đau đớn, nhức nhối cho xã hội. Theo số liệu thống kê mới nhất thì tai nạn giao thông tại Việt Nam đã cướp đi hàng nghìn mạng người, số lượng ấy sánh ngang với thời chiến và còn hơn cả khủng bố. Ngày hôm nay, chi đoàn 11D1 chúng em thực hiện chuyên đề với chủ đề an toàn giao thông và tuyên truyền thông điệp An toàn giao thông đem lại hạnh phúc cho mọi người. Trước tiên, để làm cho không khí thêm náo nhiệt, xin mời thầy cô cùng các bạn hướng lên sân khấu cùng thưởng thức tiết mục múa đầy đặc sắc dưới nền nhạc Cô Tấm Ngày Nay do tác giả Ngọc Châu sáng tác, biên đạo do chi đoàn 11D1 thực hiện. Quê hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thẳm xanh, đồng lúa thắm cánh cỏ bay lấp lánh cánh siêu mơ ước tuổi thơ. Em xa chốn đô thành, xa rời vòng tay mẹ yêu, từ nay xa chốn phồn hoa, xa rời cánh siêu mơ ước hôm nào. Những đêm trăng rằm sáng chờ mơ ước thành Cô Tấm ngày xưa, sớm hôm không ngại gian khó, tiếng chim oanh vang thiết tha.
Lại những đau thương, những thiệt hại về người, về tinh thần, vật chất đầy đau đớn, nhức nhối cho xã hội, cho mọi người. Mà mặt khác, nó còn đánh thức trong ta sự nhận thức sâu sắc bài học về giá trị của cuộc sống. Sau đây, xin mời thầy cô cùng các bạn đón xem tiểu phẩm ngắn do chi đoàn chúng em chuẩn bị với sự tham gia của các thành viên trong lớp như Thế Long, Ánh Dương, Quốc Khánh, Tuấn Nam và một số diễn viên khác. Xin mời thầy cô cùng các bạn thưởng thức. Xe cộ để này, mày không biết lúc trước có mấy thằng nó cũng để xe cộ ở đây, xong cuối cùng là mấy ông công an phường ông thu hết à? Ui giời, sợ cái gì? Bố tao làm to, chỉ có một cuộc gọi đã xong, rồi vào lớp đi. Sợ cái gì? Chủ nhân của hai chiếc xe đang đỗ dưới lòng đường này là của ai? Khẩn trương ra nhận lại. Xe tao mày ơi. Từ từ. Thì có ai nào mà gọi không ai sẽ nhận. Alo, tất cả các đồng chí khẩn trương ra khu vực cổng trường Trần Hưng Đạo, tịch thu hai chiếc xe máy này về đồn để xử lý. Các đồng chí nghe rõ chưa? Này, đứng đứng kia. Hồ mày ơi, đứng dậy đi. Cô vào lớp rồi kìa. Bố tao to, sợ gì? Cả lớp đứng. Cô chào các em, mời các em ngồi. Như buổi trước, cô đã phân công các nhóm về nhà tìm hiểu về các vấn đề an toàn giao thông. Hôm nay, cô xin mời các nhóm lên trình bày phần bài làm của mình nào. Cô mời nhóm 1. Em thưa cô, thì em xin trình bày phần chuẩn bị của chúng em về an toàn giao thông ạ. Em thưa cô, bên này là một biển cấm ạ. Biển này có hình tròn, nền màu đỏ, có một đường gạch ngang màu xanh. Em kia đứng lại. Sao bây giờ em mới tới? Thích đến giờ này được không?
em đã đến muộn, còn vỗ lễ với giáo viên. Mời em ra khỏi lớp cho tôi. Chắc thằng này sợ. Mời các em tiếp tục phần trình bày phần bài nào của mình nào. Em xin phép được tiếp tục trình bày ạ. Đây là biển giới hạn đi 20 km/h ạ. Đi 20 km/h ạ. Biển này có hình tròn, biển màu đỏ và nền màu trắng, đặc biệt là có số 20 ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn nhóm của bạn của nhóm 1. Cô xin mời nhóm khác nào. Em cô mời Bước Khánh. Giấy xe bằng lái tùy thân, chính xác khi hỏi, lúc cần báo ngay. Vạch đường chỉ dẫn lối đi, bộ hành xe máy mỗi khi qua đường. Đừng vội chạy bổ đâm ngang, tự mình gây họa trách than cho người. Phố phường xe chạy ngược xuôi, đề phòng tai nạn cho người lẫn ta. Vòng xuyến ngã 7, ngã 3, vững vàng tay lái chớ mà lãng quên. Thiếu niên không được lái xe, tiềm tàng nguy hiểm không nên coi thường. Bài thơ của bạn rất là hay. Cô mời nhóm khác nào. Em ạ. Cô mời Hải Dương. Em cả lớp còn muốn nghe mình đọc bài thơ không? Có. Esco em đọc bài ạ. Gió đưa cảnh trúc la đà, đã lên xe máy là không rượu cồn. Đường tắc lại lóng tiếng ồn, không chen không chen không lấn ôn tồn mà đi. Mũ mão đầy đủ mới đi, đi mà không mũ lá phi lên phường. Đi đường nhớ phải nhìn đường, xi nhan đúng hướng lắp gương an toàn. Chúc bạn thượng lộ bình an, khi lên xe máy nhớ gạt chống chân. Em ơi hết ạ. Hôm nay các nhóm có những bài thuyết trình và những bài thơ rất là hay. Cô cho mỗi nhóm 10 điểm. Buổi sau các em về chuẩn bị cho cô các bài về tệ nạn xã hội và phòng chống ma túy. Chúng ta tiết học chúng ta kết thúc tại đây. Cả lớp đứng. Cô chào các em, mời các em nghỉ. Chào chị có phải là cô giáo của cháu Long không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng, hôm nay tôi nhận được một số biên bản, một biên bản của cháu về một số việc cháu vi phạm giao thông. Tôi xin bàn giao lại cho chị. Chào chị. Ôi cái gì này? Long, sao hôm nay em đến muộn? Em còn vi phạm giao thông với hả Long? Sao không? Mời em gọi phụ huynh đến làm việc với ban giám hiệu nhà trường ngay lập tức. Gọi hộ thằng này cái. Chị có phải là mẹ của cháu Long không ạ? Dạ vâng ạ. Chị ơi, hôm nay con đến muộn còn vô lễ cả giáo viên. Công an phường vừa gửi giấy về là cháu vi phạm luật an toàn giao thông đấy chị ạ. Chị về bảo ban cháu giúp tôi chị nhá. Vâng, em sẽ bảo ban cháu. Vâng, bây giờ quay về gấp, tôi sẽ phép chụp anh trước. Vâng, tôi chào cô. Ủa ơi, bà ông đến rồi à? Ô kiểu Long, sao con lại nói với mẹ như thế? Con không biết, nhưng mà tại sao hôm nay con lại đi học muộn? Không những vậy, con còn nói vô lễ với giáo viên. Bà im đi, đừng xen chuyện thằng ai. Ô kiểu Long. Ôi, chị có sao không ạ? Tôi không sao. Để tôi đỡ chị dậy. Mày gãy thế, bị bảo giáo gọi điện về nhà à? Dăm ba cuộc gọi, tao sợ gì? Chả hiểu gì, gọi. Kinh đấy. À đại ca, tối nay thằng Sơn mở giải đùa Hầm Kim Liên, anh em mình góp vui tí à? Mày không nói tao sớm, đứng dậy đi luôn. Đi. Tối hôm đó
kiểu đâu có xe ngon tối lượng phố đấy. Lại chả kinh đại ca tao phải lệ dân chơi số 1 Hà Thành chất như Đức Cất. Nhìn thế này sủi đó em ơi. Xe không yếm không phải vì xe không có yếm, sự đè sự tán yếm vỡ mất rồi. Bọn này sắp sửa đua rồi đấy. Yeah, thích nhỉ. Alo, bạn à, chơi đua không? Tôi đừng kêu bạn nhá. À, em đợi chiều nhá. À, rồi, thế thôi nhá. Chẳng yêu ai đưa con đường phi thăng ra hồn, đôi ta nhau làm vòng về hôm nay. Con sông ca ta thành thủy hồn, ôi sông toàn, ôi sông toàn. Thằng mới nâng tay tay, tay tay, tay tay đông chơi. Ôi, không phải diễn nữa. Các anh đã tổ chức đua xe trái phép, gây náo loạn khu phố, làm mất trật tự nơi công cộng. Mời các anh về đồn giải quyết. Ôi anh ơi, tha em anh ơi. Các anh thì sao? Ôi, anh trai để em tự giải quyết đi. Anh em, bên phải, quay. Đi đều, bước, một, hai. Thằng hai đều ngồi đây để phụ huynh đi giải quyết. Vâng. Long ơi, con làm sao không? Mà kệ xác thôi, quan tâm đi. Ôi kìa Long, sao con lại nói thế mẹ? Mẹ phải đi làm từ sáng đến tối để lo tiền ăn học cho con. Con nữa đã ăn học đầy đủ, sao con lại nói với mẹ thế? Bà mua được xe mới, điện thoại mới, quần áo mới cho tôi. Bà có biết bố mẹ bọn bạn tôi làm gì không? Con bà, một bà lông công quẻ nó làm như thế. Long, sao con lại nói thế? Bao nhiêu tiền ăn học, tiền con tiêu xài hàng ngày là tất bắt nguồn tất cả đều từ công việc đấy. Con không thể trân trọng cái công việc đấy, con phải nghĩ đến cho mẹ chứ. Bà im đi. Chị có phải là mẹ của cháu Long không ạ? Vâng ạ.
Vâng, vừa qua chúng tôi nhận được một số biên bản về việc cháu vi phạm rất nhiều luật giao thông. Sau đây mời chúng tôi đọc cho chị xem. Thứ nhất, cháu chưa đủ tuổi để đi xe hơn 50 phân khối. Thứ hai, cháu không có giấy tờ đăng ký xe. Thứ ba, cháu không có bằng lái xe. Thứ tư, cháu đi xe không có gương. Thứ năm, khi tham gia giao thông, cháu không đội mũ bảo hiểm. Thứ sáu, cháu vượt đèn đỏ. Thứ bảy, cháu phóng nhanh, vượt ẩu, zip ga, nẹt bô, quẹt chân trống, đá lửa. Tổng tiền phạt là 1.640.000. Ôi anh ơi, cần 1.640.000 ý à? Vâng, để đó là số tiền để chị bảo lãnh đưa cháu ra khỏi đây. Anh ơi, bây giờ tôi chỉ có một vài đồng, anh có thể cho tôi hẹn đến ngày mai được không? Vâng, tôi đồng ý với việc chị có thể nộp tiền vào ngày mai, vì hiện giờ chị không mang đủ số tiền. Còn bây giờ chị có thể bảo lãnh đưa cháu về. Chào chị. Không, tại sao mày làm như thế hả mẹ? Mày thật là một đứa con bất hiếu lòng ạ. Tao không thể chấp nhận được mày. Tại sao? Ê, ông anh ơi. Ây hả, ông anh à? Có nước ông anh. Gì mà buồn thế? Ngồi. Nghe hả không? Hôm trước chán thế, mới đu mấy vòng ấy bị bắt. Hôm nay làm vài vòng nữa. Ôi, đồ điên gì, bỏ mấy trò vô bổ đi mà làm người. Chán kệ, tưởng nào, ông chưa thấy lắm mà. Hóa ra ông bảo với mẹ à, thế bây giờ ông có đi không? Về chơi mẹ đi. Đi không nào? Bọn tôi đi bây giờ đây. Tao phải sợ à, đúng dậy, đi luôn, ngay. Lên đi, luôn. Đi luôn.
Shut down. Ông sao? Bà lão công kia đứng vướng ở đường. Ôi, tao thì bà chảy nhiều máu vãi. Thôi ông ơi, kệ đi. Thôi thôi, ra xem Úi trời ơi, mẹ ơi, mẹ, tỉnh lại với con, bọn mày cứu mẹ tao. Đi đi, bà cứu mẹ tao. Con chó, tất cả là tao đây, tao ở tao không luôn rồi, con là bọn đặc đây. Mẹ, alo, bác sĩ à, cho một xe cấp cứu đến ngõ 477 Nguyễn Trãi mẹ ạ. Mọi người thần á. Các ông chí, đưa bệnh nhân anh Cáng. Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ ơi, là cháu. Bác cứu lấy mẹ cháu với. Cú va chạm vừa rồi không gây ảnh hưởng nhiều đến não, nhưng vì mất quá nhiều máu nên mẹ cháu trong tình trạng hôn mê sâu. Mẹ cháu cần ở lại viện thời gian để theo dõi. Bằng mọi cách bác phải cứu lấy mẹ cháu. Mẹ cháu làm sao thầm chết mất. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Con có sao không? Mẹ con vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu cô ạ. Cô con xin lỗi em. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn mọi người. Mẹ tỉnh rồi ư? Mẹ ơi, con xin lỗi. Tất cả mọi lỗi lầm là do con. Con xin hứa, từ nay con sẽ chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Không đi xe đến 50 phân khối. Không đi xe đến 50 phân khối. Không tụ tập đua xe trái phép. Không tụ tập đua xe trái phép. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Mỗi năm có hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, con mất cha, vợ mất chồng, gia đình tan nát. Tai nạn giao thông mang đến bao bất hạnh cho con người, một phần cũng là ý thức của người tham gia giao thông. Chúng ta phải chung tay đẩy lùi vấn nạn vi phạm luật giao thông, cùng góp sức tạo nên một xã hội yên bình, không còn những giọt nước mắt, tiếng khóc thương chỉ vì tai nạn giao thông. Tiếp theo chương trình, xin mời thầy cô cùng các bạn hướng lên sân khấu thưởng thức tiết mục nhảy đầy sôi động dưới trên nền nhạc mắt giáp của ba bài hát Hãy trao cho anh sáng mắt trưa, Something Just Like This. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. I'm
Yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học quá cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đang ăn tinh kem, thật lòng không xứng với em. Em nhìn anh rồi xem ai đi với ai xứng đôi vừa lứa. Người xinh như em mà ngây ngô ghê, rồi sao người ta lại nói phí đời, phí quá trời luôn á. Hình như em cần vitamin A để cho mình sáng mắt ra được. Chàng người đó em ơi em à, đừng để thù oán đau lòng mẹ cha. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thế nào anh cũng sẽ lừa được em. Chàng trai đang xanh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Just like
ca khúc Little Do You Know do Yến Hoa và Minh Hà thực hiện. Xin mời thầy cô và các bạn cùng đón xem. We'll be right back.
Chi đoàn 11D1, em xin trân trọng kính mời một cô Giang Thị Kim Anh, phó hiệu trưởng nhà trường. Hai, cô Đỗ Thị Kim Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 11D1. Ba, thầy Vương Văn Thủy, bí thư đoàn trường, lên nhận những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của chúng em gửi đến các thầy cô. Giao thông chỉ trở nên an toàn khi mỗi người chúng ta có ý thức khi tham gia giao thông. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội an toàn giao thông các bạn nhé. Phần chuyên đề của chi đoàn 11D1 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hello. Xin các thầy cô cùng tất cả các em học sinh cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho chi đoàn của lớp 11D1. Với thông điệp an toàn giao thông, hạnh phúc của mọi nhà, chi đoàn lớp 11D1 đã gửi đến chúng ta một chương trình chuyên đề về an toàn giao thông. Thầy mong rằng trong chương trình chuyên đề, tất cả các em học sinh chúng ta hãy quan sát, lắng nghe và từ đó để rút ra những kinh nghiệm sống cho mình khi tham gia giao thông. Thay mặt cho ban chấp hành đoàn trường, xin được cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của lớp 11D1, ban phụ huynh lớp và tất cả các thầy cô, các em học sinh đã đón xem chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi chuyên đề sáng ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin mời các thầy cô cùng tất cả các em học sinh nghỉ.